Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Các em thân mến, mời các em chúng ta cùng với thầy đến với chuỗi video làm đề kiểm tra cuối kỳ ở trong cuốn đề kiểm tra toán 4 học kỳ 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Chúng mình đến với đề kiểm tra cuối kỳ số 1. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số gồm 500 triệu, 2 triệu, 600 nghìn, 700 và một đơn vị là. Thế thì với câu này chúng ta có thể nhìn luôn đáp án. Thì ta thấy ở đây là đáp án A, 500 triệu này, 2 triệu, 600 nghìn, 700 một đơn vị. Số này sẽ đọc là 502 triệu, 600 nghìn, 701. Tiếp theo là câu 2. Hình đã tô màu 1 phần 2 số bông hoa là. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng các đáp án thì chúng ta đều thấy là có bao nhiêu bông hoa nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đáp án nào cũng có tất cả 12 bông hoa. Và ở đây, khi đã tô màu 1 phần 2 số bông hoa thì các em có thể lựa chọn như sau. Chúng ta sẽ lấy tất cả là 12 bông hoa, chúng ta sẽ chia đều, chia cho 2 thì sẽ ra được là 1 phần 2, thì sẽ ra là 6 bông hoa được tô màu các em nhé. Như vậy ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đáp án B. Tiếp theo là câu 3. Ở trong câu số 3, trong số 724.165 giá trị của chữ số 4 gấp giá trị của chữ số 2 là bao nhiêu lần? Thế thì chúng ta cùng theo dõi nhé. Chữ số 4 là nó thuộc hàng nghìn thì nó có giá trị là 4.000. Thế còn chữ số 2 thì nó đang thuộc là hàng chục nghìn, nó có giá trị là 20.000. Thì ta sẽ lấy 4.000 chia cho 20.000 các bạn. Thế thì chúng ta sẽ đưa về phân số cho dễ tìm ra kết quả nhé. Chúng ta sẽ đi viết thành phân số là 4.000 phần 20.000. 4.000 phần 20.000 ta lấy là cả tử số và mẫu số cùng chia cho 1.000, nó sẽ là 4 phần 20. Ở đến đây ta rút gọn tiếp. Hãy thấy cả tử số mẫu số chia cho 4 nó sẽ bằng 1 phần 5. Như vậy, giá trị của chữ số 4 nó sẽ gấp 1 phần 5 lần giá trị của chữ số 2. Như vậy chúng ta chọn ở trong câu 3 đáp án D. Tiếp theo là câu 4. Trong các phép tính dưới đây, phép tính có kết quả lớn nhất là. Chúng mình sẽ đi thực hiện nhé. Sau đó mình sẽ so sánh các kết quả đó với nhau. Ở đáp án A, 2 phần 3 cộng với 1 phần 6 thì sẽ bằng gì nhỉ? Chúng ta thấy rằng là phép cộng phân số ta phải đưa về cùng mẫu số. Mẫu số chung là 6. 2 phần 3 ta lấy cả tử số mẫu số nhân với 2 thì ta sẽ được là 4 phần 6 cộng với 1 phần 6 ở đây thì nó sẽ bằng 5 phần 6. Đáp án B, 1 trừ đi 1 phần 3. Bây giờ thầy sẽ viết lại là 1 phần 1 trừ đi 1 phần 3 và chúng ta đưa về mẫu số là mẫu số chung là 3 thì sẽ là 3 phần 3 trừ đi 1 phần 3. Đó, thì nó sẽ bằng 2 phần 3. Tiếp theo đáp án C, 1 phần 2 nhân với lại 7 phần 5. Thì ta sẽ lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, 1 nhân 7 phần 2 nhân 5 thì nó sẽ bằng 7 phần 10. Tiếp đến là đáp án D, 23 phần 5 chia 6. Thì chúng mình viết lại một bước nữa, đó là 23 phần 5 chia cho 6 phần 1 thì sẽ bằng 23 phần 5 nhân với lại 1 phần 6. Bây giờ nó sẽ bằng 23 phần 30. Đề bài đang hỏi chúng mình là phép tính có kết quả lớn nhất. Thì bây giờ chúng ta phải so sánh các kết quả này. Ta thấy rằng các kết quả này đều là những phân số bé hơn 1. Tiếp đến này, mẫu số của chúng khác nhau. Như vậy để so sánh ta sẽ đưa về cùng một mẫu số nhé. Mẫu số chung ở đây là 30. Bởi vì thầy thấy 30 nó chia hết cho 10, nó chia hết cho 3 và nó chia hết cho 6. 5 phần 6 đưa về mẫu số 30, cả tử số mẫu số nhân với lại 5 thì sẽ là 25 phần 30. 2 phần 3 cả tử số mẫu số nhân với 10 thì sẽ là 20 phần 30. 7 phần 10 cả tử số mẫu số nhân với lại 3 thì sẽ là 21 phần 30. Ở đây là 23 phần 30. Kết quả nào lớn nhất? Các phân số lúc này nó đều là cùng mẫu số là 30 rồi. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Ta thấy rằng 25 phần 30 là lớn nhất. Chúng mình chọn đáp án A trong câu 4. Tiếp theo là câu 5. Một cửa hàng nhập về 8 tạ gạo. Hôm qua cửa hàng bán được 2 phần 5 số gạo nhập về. Hôm nay bán được 3 phần 10 số gạo nhập về. Vậy trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số kg gạo là. Hỏi liên quan đến kg thì bây giờ thầy sẽ đi đổi luôn 8 tạ ra kg các em nhé. 8 tạ nên nó sẽ bằng là 800 kg. Bây giờ mình sẽ tính được ngày hôm qua bán. 2 phần 5 số gạo tức là 2 phần 5 của 800 kg. Ta sẽ lấy 800 x 2 phần 5. 800 x 2 phần 5 thì chúng mình có thể nhẩm như sau. Thế bây giờ các em lấy 800 em chia cho mẫu số, 800 chia cho 5 thì em sẽ được là 160, sau đó nhân với 2 trên tử số là 320 kg.
Tiếp theo là hôm nay. Hôm nay bán 3 phần 10 số gạo nhập về, tức là 3 phần 10 của 800. Thì mình sẽ lấy 800 nhân với 3 phần 10. Chúng mình lại sẽ lại nhầm đó là lấy 800 chia cho mẫu số là chia cho 10, sau đó nhân với lại 3 thì nó sẽ bằng 240 kg. Đề bài hỏi là trung bình mỗi ngày cửa hàng bán bao nhiêu kg gạo thì phải tính trung bình. Thì ta sẽ lấy mở ngoặc 320 cộng 240 cộng 2 ngày lại. Đấy, sau đó mình chia cho 2. Chúng mình làm trong ngoặc trước. 320 cộng 240 thì sẽ ra được là 560. Em chia cho 2 thì sẽ bằng là 280 đơn vị được kg. Như vậy thì chúng mình chọn cho thầy là đáp án B. Tiếp theo là câu 6. Bố Hà đã dùng các viên gạch men hình vuông cạnh 3/5 m để lát nền căn phòng của bạn ấy. Giá một thùng gạch gồm 4 viên gạch là 200.000 đồng. Tổng tiền gạch lát nền căn phòng là 2.500.000 đồng. Vậy diện tích căn phòng của Hà diện tích phần mạch vữa không đáng kể là bao nhiêu này? Thế bây giờ là đề bài yêu cầu chúng mình tính diện tích căn phòng. Và chúng ta đã biết được là số tiền mua tiền gạch này, số tiền mua gạch tất cả là 2.500.000 đồng. Và chúng ta cũng biết luôn là mỗi một thùng là có giá 200.000 đồng. Thì bây giờ chúng ta lấy tất cả số tiền này chia cho giá tiền của một thùng thì mình sẽ ra được gì? Mình sẽ ra được số thùng gạch, đúng không em? Vậy thì bước đầu tiên hãy cho mình đi tính số thùng gạch. Thì đây sẽ lấy tất cả số tiền là 2.500.000 đồng chia cho giá tiền của một thùng gạch, đúng không nào? Chúng mình sẽ lấy 2.500.000, chúng mình chia cho 200.000. Ở đây là phần chia nhẩm. Thầy cho chúng ta sẽ bớt đi các chữ số 0. Mỗi số chúng ta đều bớt đi 5 chữ số 0. Nó sẽ chỉ còn lại là 25 chia 2 thôi. 25 chia 2 còn lại 25 chia 2 thì nó sẽ còn tức là 25/2. Đây là thùng. Rồi, 25/2 thùng gạch. Mỗi thùng có 4 viên, đúng nhỉ? Mỗi thùng có 4 viên. Vậy chúng ta sẽ tính được tất cả số viên. Mỗi thùng có 4 viên. Có 25/2 thùng, ta sẽ lấy 4 nhân với lại 25/2. Chúng ta nhẩm này, 4 chia cho mẫu số là 4 chia 2 được 2, 2 nhân với 25 là 50, 50 viên gạch. Như vậy, cái căn phòng của bạn Hà ấy thì tất cả là cần 50 viên gạch. Tiếp đến, mỗi viên gạch men hình vuông có cạnh là 3/5 m này thì chúng ta sẽ tính được diện tích của một viên gạch. Diện tích của một viên gạch, nó là viên gạch hình vuông, nó sẽ là cạnh nhân cạnh, tức là bằng 3/5 nhân với lại 3/5 thì nó sẽ bằng là 9/25 m². Chúng ta biết một viên gạch là 9/25 m², ở đây cần tất cả 50 viên thì chúng ta sẽ lấy diện tích của căn phòng, nó chính là tổng diện tích của tất cả các viên gạch, mà tổng diện tích của tất cả các viên gạch chính bằng diện tích một viên gạch nhân với số viên gạch. Nó sẽ là 9/25, chúng ta nhân với 50 thì ta sẽ nhẩm ra được là bằng 18 m². Như vậy đáp số chúng ta chọn là 18 các em nhé. Câu số 6 mình chọn đáp án C. Tiếp theo thầy trò chúng mình đến với hai lớn phần tự luận của đề kiểm tra cuối kỳ số 1 các em nhé. Bài 1 đề bài yêu cầu chúng ta tính phép tính cộng trừ nhân chia phân số. Phép cộng phân số hay là phép trừ phân số thì các em bắt buộc phải đưa về cùng mẫu số thì ta mới thực hiện được. Phép tính 1/6 cộng với 11/18, ta thấy là mẫu số chung là 18 rồi. Bởi vì 18 chia hết được cho 6 và 18 nó chia hết được cho chính nó. 1/6 ta lấy cả tử số và mẫu số nhân với 3 thì em sẽ được là 3/18. Sau đó em cộng với lại 11/18 ở đây. Cùng mẫu số rồi ta lấy tử số cộng với nhau và giữ nguyên mẫu số chung, nó sẽ bằng là 14/18. Bây giờ ta rút gọn phân số này, cả tử số mẫu số chia hết được cho 2 thì nó sẽ bằng 7/9. Phân số tối giản rồi. Tiếp theo, 8/9 trừ đi 10/45. Rất nhiều bạn sẽ đưa về mẫu số chung là 45. Nhưng các em nhìn kỹ cho thầy, cái phân số 10/45 này nó có thể rút gọn được cả tử số mẫu số chia được cho 5. Chúng ta cùng thực hiện. Nó sẽ bằng 8/9 trừ đi 2/9. Bởi vì 10/45 cả tử số mẫu số cùng chia hết cho 5. Hai phân số này lúc này cùng mẫu số là 9 rồi, ta lấy tử số trừ nhau thì nó sẽ bằng là 6/9. 6/9 chúng mình rút gọn đi thì ta sẽ được phân số tối giản 2/3. Chuyển sang phép nhân. Phép nhân hai phân số thì ta sẽ lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số thôi. 3 × 4 là 12, phần 4 × 7 là 28. Lúc này cả tử số mẫu số ta thấy cùng chia hết được cho 4 thì nó sẽ còn lại là phân số tối giản 3/7 nhé.
Tiếp theo là phép chia phân số. Đầu tiên em phải đưa về phép nhân. 11 phần 12 nhân 4 phần 11 thì nó sẽ bằng gì nhỉ? Đấy, tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. 44 phần 132. Rút gọn đi thì mình sẽ được là gì? Kèm rút gọn đi nhá. 132 nó chia cho 44 đấy, thì nó sẽ bằng là 1 phần 3. Đấy, một cách khác em có thể làm nhanh hơn. Các bạn thấy rằng là 11 phần 12 nhân với lại 4 phần 11 đó, thì ta thấy rằng ở trên tử số có 11 cùng chia cho 11. 11 chia 11 được 1, đây 11 chia 11 được 1 đúng không? Tiếp theo còn 4 với 12, nó cùng chia cho 4. 4 chia 4 được 1, 12 chia cho 4 được 3. Như vậy nó chỉ còn lại là 1 x 1 là bằng 1, phần 3 x 1 là 3. Em thấy chưa? Đó. Tiếp theo mời các em chúng ta cùng với thầy đến với bài tự luận 2. Quan sát biểu đồ sau và điền vào chỗ trống cho thích hợp. Biểu đồ số học sinh khối lớp 4 của trường tiểu học Kim Đồng. Ở đây chúng ta thấy rằng có hàng ngang là chỉ các lớp 4A, 4B, 4C, 4D và 4E này. Tiếp theo có cột dọc tương ứng với số học sinh này. 4A là ứng với 40 học sinh, lớp 4B là 38 học sinh, lớp 4C là 41 học sinh, lớp 4D là 44 học sinh, lớp 4E là 37 học sinh. Ở ý hỏi A, số học sinh nhiều nhất mà một lớp của khối lớp 4 có là bao nhiêu học sinh, thì chúng ta thấy ở trong cái biểu đồ này chúng ta thấy là số 44 đang là lớn nhất, đúng không các em? Vì vậy chúng mình sẽ điền đây là có là 44 học sinh. Tiếp theo ở ý B này, khối lớp 4 của trường tiểu học Kim Đồng là có bao nhiêu học sinh? Thế thì chúng ta sẽ phải đi cộng hết lại. Chúng mình sẽ cộng thôi, 40 cộng 38 cộng 41 cộng 44 và cộng với lại 37. Các em cứ cộng từ trái sang phải thôi. 40 này cộng với 38 cộng với 41 cộng 44 cộng với 37, kết quả ta được là bằng 200. Các em tự cộng. Tiếp theo ý C, số học sinh lớp 4A chiếm bao nhiêu phần tổng số học sinh của khối lớp 4? Của lớp 4A thì đang là 40 bạn. Thì để biết chiếm bao nhiêu, ta sẽ lấy 40 chia cho tổng số bạn là chia cho 200. Ta đưa về phân số là 40 phần 200. Cả tử số và mẫu số cùng chia hết được cho 40, nó sẽ bằng là 1 phần 5. Như vậy mình sẽ điền vào đây. Số học sinh của lớp 4A chiếm 1 phần 5 tổng số học sinh của khối lớp 4. Tiếp theo là ý B. Ý D em nhé. Ý D. Trung bình mỗi lớp của khối lớp 4 là có bao nhiêu học sinh? Chúng ta đã biết tổng là có 200 bạn học sinh. Có tất cả bao nhiêu lớp nào? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy trung bình thì ta sẽ lấy tổng chia cho 5. Thì ta sẽ được là 40. Như vậy ta sẽ điền số 40 vào đây. Tiếp theo chúng mình đến với bài 3. Đề bài yêu cầu chúng mình là tính bằng cách thuận tiện. Ở trong biểu thức đầu tiên chúng mình thấy rằng là nó chỉ có phép nhân thôi. Thì chúng ta dùng một tính chất giao hoán, tính chất kết hợp ở trong phép nhân. Thế thì ở đây chúng mình sẽ đi nhóm những cái thừa số mà nhân với nhau ra kết quả thuận tiện, ra phép tính thuận tiện ấy. Ta thấy rằng là 25 khi mà chúng ta nhân với 4 ấy, thì ta sẽ dễ thực hiện đúng không? Ta nhẩm được. Mình sẽ đi nhóm mở ngoặc 25 nhân với 4 đóng ngoặc này, nhân tiếp với mở ngoặc 5 nhân với 20. Rồi ta thực hiện kết quả từ ngoặc này, 25 nhân 4 nó ra 100, nhân với này 5 nhân 20 nó cũng ra 100. Như vậy 100 nhân 100 thì ta sẽ được là 10.000. Chuyển sang biểu thức thứ hai. Biểu thức thứ hai này chúng ta thấy rằng nó có hai tích cộng với nhau. Tích thứ nhất này, tích thứ hai này, nó có chung 5 phần 2 là thừa số chung này. Vậy ta sẽ đặt cái thừa số chung nó ra ngoài ngoặc, thì sẽ bằng là 5 phần 2 nhân với bên trong ngoặc là 19 phần 13 cộng với 7 phần 13. Nó sẽ bằng 5 phần 2 nhân với kết quả trong ngoặc. Ở bên trong ngoặc chúng mình thực hiện đi. 19 phần 13 cộng với 7 phần 13 thì sẽ bằng gì? Cùng mẫu số ta lấy tử số cộng với nhau, 19 cộng với 7 bằng 26. 26 phần 13 thì đây ta rút gọn, nó sẽ chính bằng 2. Đơn giản thôi, bởi vì 26 phần 13 chính là 26 chia 13 mà. 26 chia 13 bằng 2 kìa mà. Vậy ta nhân với 2. 5 phần 2 nhân với 2 thì sẽ chính bằng 5. Như vậy chúng mình đã xong rồi. Chuyển sang bài số 4. Trong bài 4 là đề bài yêu cầu chúng ta sẽ phải đi đếm hình. Có bao nhiêu hình bình hành, bao nhiêu hình thoi. Bây giờ chúng mình sẽ đi đánh số từ các hình nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liệt kê hình bình hành trước kìa bạn. Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
Chúng ta xem các hình nhỏ nào. Hình 1 không phải này, hình 2, hình 2 là hình bình hành rồi. Chúng ta có hình 2 này, hình 3 phải này. Chúng ta có hình 4 này, chúng ta có hình 5 này, hình 6 không phải. Bây giờ chúng mình sẽ đi ghép hình. Ghép hai hình với nhau thì chúng ta ghép được đó là hình 1, 2. Chúng ta có hình 2, 3. Chúng ta có hình 2, 4. Tiếp theo chúng ta có 3, 5. Chúng ta có 4, 5. Và chúng ta có hình 5, 6. Đây là ghép hai hình với nhau. Bây giờ ghép 3 hình nè. Ghép 3 hình thì chúng ta không nhìn thấy được hình bình hành. Nhưng ghép 4 hình thì chúng ta có hình 2, 3, 4, 5 ghép lại. Bây giờ ta sẽ đi tổng kết lại có tất cả bao nhiêu hình bình hành các em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Có tất cả là 11 hình bình hành. Chuyển sang hình thoi. Chuyển sang hình thoi là chúng ta cùng xem nè. Để cái hình thoi với thầy. Các hình đơn này chúng ta có hình 1 là hình thoi. Hình 1 không phải hình thoi nhé. Hình 1 không phải. Hình 2 là hình thoi này. Hình thoi là hình như thế nào? Hình thoi là hình có hai cặp cạnh song song và bốn cạnh để bằng nhau. Hình 2 là hình thoi này. Hình 3 là hình thoi này. Hình 4 là hình thoi này. Hình 5 là hình thoi. Bây giờ chúng ta đi ghép. Chúng ta có hình 1, 2 ghép lại được một hình thoi này. Chúng ta có hình 5, 6 ghép lại này. Ghép hai hình thế thôi. Bây giờ ghép tiếp cho thầy là ghép 3 hình không có. Mình ghép 4 hình có 2, 3, 4, 5. Hết rồi các em ạ. Chúng ta đến nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 hình thoi. Chúng mình đã xong bài 4 rồi. Tiếp theo là bài 5. Lớp 4A có 40 học sinh. Mỗi học sinh đóng 25.000 đồng tiền quỹ lớp. Cả lớp thống nhất dùng 2/5 tiền quỹ lớp để ủng hộ các bạn nhỏ vùng lũ. Hỏi khi đó quỹ lớp 4A còn lại bao nhiêu tiền? Chúng ta biết tất cả số học sinh của lớp 4A là 40 bạn. Mỗi bạn đóng góp 25.000 đồng. Như vậy đây chúng ta đã tính được số tiền mà lớp 4A có đúng không? Mình sẽ ghi lời văn. Quỹ lớp 4A có số tiền là, thì chúng mình sẽ lấy số tiền mỗi bạn đóng nhân với số bạn học sinh. 25.000 nhân với lại 40. Em tự thực hiện nhé. Kết quả là 1 triệu đơn vị đồng. Tiếp theo này. Cả lớp thống nhất dùng 2/5 số tiền để ủng hộ các bạn vùng nhỏ. Bây giờ vùng lũ ấy. Thế bây giờ ta sẽ đi tính số tiền mà ủng hộ đúng không? Lớp 4A ủng hộ các bạn nhỏ vùng lũ số tiền là ủng hộ 2/5 số tiền quỹ lớp, tức là 2/5 của 1 triệu. 2/5 của 1 triệu, ta lấy 1 triệu nhân với 2/5. Thì bây giờ cách mà chúng mình nhẩm này, các bạn có thể nhẩm như sau. Lấy cái số 1.000 này chia cho mẫu số 1.000 chia cho 5 thì em sẽ được là 200.000. 200.000 nhân với 2 em sẽ được là 400.000. 400.000 đồng này. Tất cả lúc đầu là quỹ lớp có là 1 triệu đồng. Sau khi đã ủng hộ các bạn ở đây là 400.000 đồng thì còn lại bao nhiêu? Thì ta sẽ lấy số tiền ban đầu trừ đi số tiền mà đã ủng hộ đúng không nhỉ? Lời văn cuối cùng. Khi đó quỹ lớp 4A còn lại số tiền là, thì chúng mình sẽ lấy số tiền lúc đầu là 1 triệu trừ đi 400.000 thì sẽ bằng là 600.000 đơn vị là đồng. Đáp số 600.000 đồng. Thầy cho chúng mình đã làm xong bài số 5 rồi. Và đây cũng là bài cuối cùng ở trong đề kiểm tra cuối kỳ số 1. Thầy chúc các em ôn thi tốt nhé. Còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.